Bạn có thường đến Taco Bell không? Hãy xem nhé. Logo đúng ở bên trái. À, câu này khó đó nha. Tôi sẽ đi kiểm tra tủ quần áo xem sao. Có bị coi là gian lận không? Vậy con mèo lớn của Puma đang nhảy sang trái. À, hay đó. Một trong hai logo này có gì đó không ổn, nhưng bạn sẽ phải tự tìm ra. Vâng, Citroën có hai chứ không phải ba mũi tên hướng lên ở logo của nó. Coca-Cola hay Coca-Cola? Và câu trả lời là Coca-Cola. Tôi đùa thôi, logo đầu tiên là logo chính xác. Ngon ngon, chắc chắn bạn sẽ trả lời đúng câu này. Oh, tôi cứ tưởng logo này lượn sóng nhiều hơn. Giờ chúng ta sẽ tìm ra tần suất bạn xem MTV nhé. Tôi xem cũng khá thường xuyên đấy. Đỏ trắng xanh và đỏ trắng xanh. Khó đây. Nhưng chọn logo ở bên trái thì bạn hoàn toàn đúng. Các fan mạng xã hội ơi, hãy dùng siêu năng lực của bạn đi. Ai mà nghĩ đến chứ, tôi không phải là người chơi hệ Insta rồi. Bạn có thích tạo và chia sẻ các video ngắn không? Nếu có thì hẳn bạn biết đâu là logo đúng của TikTok. Bạn có chọn logo ở bên trái không? Nếu thế, bạn đã hoàn thành xuất sắc. Bạn có thường ăn burger không? Hãy xem nhé! Có vẻ tôi nên chiều đãi bản thân ăn burger thường xuyên hơn. Tôi đã đến Subway hàng trăm lần, chưa bao giờ để ý rằng logo của họ dễ gây nhầm lẫn như vậy. Logo ở bên phải. À, trực giác không làm tôi thất vọng. KFC và logo của nó. Bạn có nhớ đó là logo nào không? Đó là logo ở bên trái. Hãy nhìn vào chiếc tạp dề và những đường sọc trên đó. Đường vân rộng hay mỏng? Logo đúng, có đường vân hẹp. Ý tôi là cả hai đều nhiều màu sắc và đẹp. Tôi đã gian lận bằng cách Google logo của Google. Tôi không có ý định chơi chữ đâu. Một trong những nhà sản xuất quần jean nổi tiếng nhất. Bạn có nhận ra logo của họ không? Vâng, là logo ở bên phải. Tôi chắc rằng bạn biết Fila, một công ty sản xuất trang phục thể thao nổi tiếng. Nhưng bạn có biết logo của công ty không? Logo đúng là cái này. Bạn có tìm ra được logo nào thuộc về LG, một công ty sản xuất đồ điện tử của Hàn Quốc? Chính xác là logo ở bên trái. Một trái tim màu xanh lá cây hay một trái tim màu đỏ? Đó chính là câu hỏi. Logo thực sự nhắc tôi nhớ đến con gà nướng thơm ngon nằm ở bên trái. Không may là tôi lại thích trà, nhưng còn bạn, các tín đồ cà phê. Tôi biết là logo này mà. Hãy chơi với màu sắc nào. Logo đúng của Lidl là gì?
Hầu hết các chữ cái trong tên của nó có màu xanh lam, chỉ có chữ L là màu đỏ. Giờ thì tôi nghĩ bạn sẽ không thể đoán sai logo của McDonald's. Vâng, đó là logo có phần giữa không chạm đất. Bạn có nhận ra logo đúng của Wendy's không? Câu này hơi khó, nhưng tôi đã chọn logo bên trái và tôi đã đoán đúng. Một nhà sản xuất món ngon khác, nhưng đâu là logo đúng? Chỉ cần vào nhà bếp và tôi đã tìm ra được logo bên phải là logo của Cadbury dùng. Bạn có thường xuyên đến Aldi không? Hãy kiểm tra nhé! Logo đúng là logo ở bên trái. Mấu chốt nằm ở màu sắc và donuts. Logo đúng của Dunkin' Donuts nằm ở bên trái. Tôi chắc chắn rằng câu này sẽ dễ như trở bàn tay đối với bạn. Logo Mercedes nào chính xác? Đây này, làm tốt lắm. Đâu là logo đúng của PayPal? Nhìn xem, phần đầu của từ đậm màu hơn phần thứ hai. Nếu bạn từng thuê một căn hộ trên Airbnb, thì có lẽ bạn biết logo của công ty này nhỉ? Logo bên trái là logo đúng. Chờ đã, chúng có khác nhau không? À, mấu chốt nằm ở anten ấy. Logo ở bên trái là logo đúng của Android. Nutella, loại mứt hạt phỉ được yêu quý nhất thế giới. Bạn có nhận ra logo thật của nó không? Dĩ nhiên, đó là logo bên phải. Còn Pringles thì sao? Đâu là logo đúng? Logo ở đây này. Logo của Costco, bạn đoán thế nào? Bạn đoán đúng rồi. Doritos, phải hay trái? Vâng, là logo bên trái. Haribo là một thương hiệu của Đức và đã được 101 tuổi rồi. Vì vậy, nó lâu đời hơn KFC. Bạn luôn nhìn thấy nó trên gói kẹo gấu dẻo. Vậy hãy tìm logo đúng đi nào. Đây này. 3. Bạn nói về Kroger. Bạn có thấy logo đúng không? Nó đây. 4. Tiếp theo trong danh sách của tôi là Tommy Hilfiger. Bạn sẽ nói gì? Dĩ nhiên là cái này. 5. Bây giờ là Pokemon yêu thích của mọi người. Nó ở đâu? Cái bên trái. 6. Con Sweet Tart thì sao? Bạn có nhớ rõ logo không? Cái này. 7. Fila, một thương hiệu đồ thể thao của Ý, là cái nào? Đây, cái bên phải đúng. 8. Logo Costco nào đúng?
cái này. 9. Bây giờ đến lượt Raj. Bạn đã chọn bên trái sao? Giỏi lắm. 10. Đó là logo của GameStop. Cái này đúng. 11. Jimmy Choo, một thương hiệu giày đắt tiền. Bạn có thấy logo của họ không? Ngay đây. 12. Có ý kiến nào về L'Oreal không? Là cái này. 13. Hơi khó tìm ra một chút, nhưng tôi tin bạn. Đây là PEZ. Nó đây. 14. Skittle, viên kẹo trên đầu chữ Y có màu gì? Sao, bạn chưa bao giờ để ý à? Lạ thật, nhưng nếu bạn nói màu đỏ thì bạn đã đoán đúng. 15. Yonex, bạn nghĩ sao? Đâu là logo đúng? Là cái bên trái. 16. Tiếp theo, Adi, bạn sẽ nói gì? Yeah, cái này. 17. Hãy thử nha, tìm logo chính xác của Kappa đi nào. Là cái này. 18. Rất nhiều người thích Mike và Ike. Bạn có phải là một trong số đó không? Vậy thử tìm logo của họ nhé. Đây là logo chính xác. 19. Bạn có thấy logo đúng của Brave không? Họ chuyên về đồ trang sức và đồng hồ. Chọn cái bên trái. 20. Tiếp theo, khách sạn Marriott, bạn có tìm thấy không? Đây là logo đúng. 21. Còn Giorgio Armani thì sao? Là cái bên phải. 22. Một câu nữa cho bạn. Appersons, cái nào đúng? Nó đây, cái bên trái. 23. Bạn có biết logo đúng của Guerlain không? Cái này bạn đoán được chứ? 24. Tiếp theo, Seedless, bạn có thấy logo đúng không? Là cái bên trái. 25. Bây giờ hãy chọn logo đúng của Mister. Là cái này. 26. Logo của Valentino. Bạn chọn đi, chọn đúng nha. Là cái này. 27. Bạn nghĩ sao? Đâu là logo đúng của mỹ phẩm MAC? Là cái này. 28.
Câu này có vẻ hơi khó, nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ nhận ra khách sạn Hyatt đâu là logo đúng. Nó đây, cái bên trái. 29, hãy thay đổi nhiệm vụ một chút nha. Bây giờ sẽ không có đúng hay sai. Tôi sẽ cho bạn xem một logo. Bạn chỉ cần nhớ đó là của công ty nào. Bắt đầu dễ trước và dần dần khó hơn nha. Chữ V kép này là viết tắt của từ gì? Dĩ nhiên là Walgreens. 30, cái này thì sao? Đó là Kangaroos, ngạc nhiên chưa? 31, bạn có nhận ra người đàn ông này không? Không khó lắm, dĩ nhiên là Mr. Muscle rồi. 32, cái này thì sao? Đó là Fendi. 33, có ý kiến gì không? Betty Crocker. 34, một câu nữa cho bạn, bạn sẽ nói gì? Đó là Dead Toy. 35, đừng mất tập trung, thử đoán cái này nha. Dĩ nhiên là Starburst. 36, thông thường bạn không ăn nó, nhưng nó rất nổi tiếng. Đó là Pedigree, thức ăn cho chó. 37, giờ là nhãn hiệu nào vậy? Vanish. 38, được rồi, cái này thì sao? Faber-Castell, họ sản xuất bút chì. 39, còn cái đầu màu đen này thì sao? Đó là Schwarzkopf, một nhãn hiệu dầu gội đầu. 40, cái này rất nổi tiếng, bạn có nhận ra không? Đó là Nestle. 41, càng lúc càng khó hơn rồi, nhưng tôi biết bạn tin vào chính mình. Nhãn hiệu này là gì? Quay, họ làm nhẫn và đồ trang sức. 42, bạn sẽ nói gì đây? Estee Lauder, một thương hiệu đồ trang điểm. 43, có vẻ hơi khó nhận ra, nhưng chắc chắn bạn biết đấy, đây là gì? Map, họ làm đồ dùng học tập. 44, tôi cá là câu này rất dễ, đây là gì? Domestos. 45, tôi tiếp tục cho bạn nghỉ ngơi, nhãn hiệu này là gì? Airwick. 46, bạn có nhận ra logo này chỉ với cái khung không? Louis, dĩ nhiên rồi. 47, bạn nghĩ cái này là gì?
đó là John Hardy. 48, không phải ai cũng biết, nhưng thử xem nhé. Game Freak, một công ty phát triển trò chơi điện tử. 49, tôi nghĩ bạn biết logo này. CIF, nếu bạn không đoán đúng thì tôi cá bạn không phải là người dọn dẹp nhà cửa. 50, bạn có nhận ra cái này không? Đó là Wyndham, một chuỗi khách sạn. 51, tiếp tục nhé, như cái này nó là gì? Nhà hàng đa tên. 52, đường cống này là gì? Sephora. 53, có ý kiến gì không? Givenchy. 54, bạn có nhận ra tam giác này không? Đó là Guess, dĩ nhiên rồi. 55, tiếp nhé, logo này là gì? Choice, cũng là một chuỗi khách sạn nổi tiếng. 56, ôi câu này khó quá, trông rất bắt mắt, đó là gì? Đó là logo chính thức của MIT, Viện Công nghệ Massachusetts. 57, bạn đoán đây là gì? Công ty Sakura Color Products. 58, bạn nghĩ sao? Cái này đại diện cho nhãn hiệu nào? Clorox. 59, một logo bắt mắt nữa, bạn sẽ nói gì? Rõ ràng, đây cũng là một trường đại học, lần này là Berkeley. 60, bạn có biết đây là gì không? Godiva. 61, dự đoán của bạn là gì? Barry, một thương hiệu giày. 62, còn cái xương rồng này thì sao? Nó đến từ đâu? Đó là logo của Rick. Dù iPhone và hệ điều hành Apple có sang xịn mịn đến đâu, nhưng Android vẫn sở hữu khoảng 70% thị trường. Vậy logo chính xác đâu? Ở đây nè. Tôi biết, đổi màu là một trò chơi khó, nhưng bạn thấy nó thường xuyên đến mức bạn có thể tin vào bản năng để chọn đúng màu. Đúng rồi, là logo bên trái, bạn đoán đúng rồi. Walmart nào là đúng để bạn đi mua sắm đây? Không thể nhầm lẫn logo này với bất kỳ thứ gì khác. Logo chính xác ở đây là gì? Đây nè. Amazon khởi đầu một cửa hàng sách trong gara vào những năm 90,
Giờ đây, nó bán gần như mọi thứ và ai cũng biết đến nó. Vậy bạn có thể tìm thấy logo chính xác không? Là logo này. Đâu là logo đúng của Huawei? Logo bên trái này. Thế vận hội Olympic cổ đại được tổ chức ở Olympia, nhưng Thế vận hội hiện đại đầu tiên được tổ chức vào năm 1896 tại Athens, Hy Lạp. Câu này khó đấy, đâu là logo đúng? Chính là cái này. The Voice, trái hay phải? Bạn đoán gì nào? Là logo bên phải. Snickers là loại kẹo thanh bán chạy nhất trên thế giới. Đâu là logo đúng? Chính là cái này. eBay thường giúp bạn, nhưng bạn có thể tìm thấy logo chính xác của nó không? Vâng, ngay đây này. Bạn đoán sao về hãng này? 7-Eleven. Tất nhiên là đây rồi. Paramount đã cho chúng ta rất nhiều bộ phim hấp dẫn và bạn đã nhìn thấy logo của họ hàng trăm lần. Nhưng từ từ đã, như vậy đã đủ để bạn tìm ra logo đúng chưa? Chính là cái này, chỉ có một ngọn núi thôi. Bây giờ bạn có thể tìm đúng logo Puma không? Chính là đây. Còn Adobe thì sao? Bạn có thể phát hiện ra nó không? Ở bên này nè. Phần này còn khó hơn nha, bạn sẽ đoán sao? Chuẩn rồi, là logo này. Cho dù fan hâm mộ FIFA hay The Sims thì kiểu gì bạn cũng phải cảm ơn Electronic Arts. Nhân tiện, đâu là logo đúng? Logo này nè. Skoda là một công ty của Czech và ban đầu họ sản xuất xe đạp. Bây giờ họ sản xuất cả ô tô. Nhưng đâu là logo đúng? Đây nè. Shazam đã giúp bạn tìm thấy bài hát hay rất nhiều lần. Nhưng bạn có nhớ logo của họ không? Đây nè. Đây là người bạn giúp bạn học ngôn ngữ, Duolingo. Logo chính xác ở đây là gì? Là cái này nha. Tiếp theo là Google Drive. Bạn dùng nó suốt ấy mà, chỉ cần tin vào trực giác thôi. Đúng rồi nè. Bạn có thể tìm đúng logo của Flick không? Đây chứ đâu. Hasbro được thành lập tại Rhode Island bởi ba anh em vào năm 1923. Lúc đầu họ bán vải thừa, nhưng ngày nay họ bán đồ chơi và trò chơi. Đâu là logo đúng? Chính là cái này nè. Uber của bạn đến rồi, hãy chọn đúng nhé.
Đây nè. Trò chơi ngày càng khó rồi đấy. Nếu bạn không biết thì cứ thử đoán thôi. Đây chứ đâu. Ngay cả khi không nghiện chơi Minecraft thì bạn cũng phải biết vì nó quá nổi tiếng. Bạn có thể tìm thấy logo chính xác không? Là đây này. Đó là logo NPC chính xác. Đúng là logo ở bên phải. Còn Levi's thì sao? Chính là cái này. Đó là logo của gia đình siêu nhân. Vâng, một bộ phim hay của Pixar, logo chính xác là gì? Đây nè, bạn siêu nhân thật đấy. Còn logo của đội trưởng Mỹ thì sao? Bên nào là đúng ta? Vâng, đây nè. Được rồi, câu cuối cùng cho ngày hôm nay. Hãy cho tôi thấy Pandora thật. Chuẩn rồi, làm tốt lắm.